thế giới cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn quốc tế chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước, vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của các chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng trở nên gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. Với thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác Lênin từ lý luận đã trở thành thực tiễn, mở ra một thời đại mới, thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng 10 Nga đã nêu tấm gương sáng cho việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản, Quốc tế 3 vào tháng 3 năm 1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò to lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào thời kỳ này, tình hình Việt Nam đầu thế kỷ 20 hết sức biến động, đặc biệt là sau Thế chiến thứ nhất. Pháp là quốc gia thắng trận, nhưng kinh tế gần như bị sụp đổ. Để khôi phục ngân khố quốc gia, Pháp ra sức bóc lột các quốc gia thuộc địa để làm giàu. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nông với chế độ thực dân ngày càng trở nên gay gắt. Phong trào đấu tranh khắp cả nước dâng cao. Đầu năm 1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, dẫn tới sự sụp đổ của Việt Nam Quốc dân Đảng, đồng thời đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam. Trước năm 1929, tổ chức cộng sản đầu tiên là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập tại Trung Quốc, tuyên truyền, quảng bá con đường đấu tranh trong nước, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin. Tại đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tháng 5 năm 1929, đã xảy ra bất đồng giữa các đoàn đại biểu về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản. Trong bối cảnh đó, các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, tại 312 Khâm Thiên, Hà Nội, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ họp đại hội quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, hoạt động chủ yếu ở Bắc Kỳ. Tháng 9 năm 1929, Đảng Tân Việt phân hóa mạnh mẽ, những đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, hoạt động chủ yếu ở Trung Kỳ. Tháng 10 năm 1929, các đồng chí trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động ở Trung Quốc và Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản Đảng, hoạt động chủ yếu ở Nam Kỳ. Mặc dù cùng dương cao ngọn cờ chống đế quốc, chống phong kiến, xây dựng chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam, nhưng ba tổ chức cộng sản trên hoạt động phân tán, chia rẽ và ảnh hưởng xấu đến phong trào cách mạng ở Việt Nam lúc bấy giờ. Ngày 27 tháng 10 năm 1930, Quốc tế Cộng sản gửi yêu cầu cho người Cộng sản tại Đông Dương về việc thành lập một đảng Cộng sản tại Đông Dương. Nhiệm vụ quan trọng nhất của những người Cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng có tính chất giai cấp của đảng giai cấp vô sản, nghĩa là một đảng Cộng sản có tính chất quần chúng Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông Dương. Nhận thấy tình hình trong nước, đồng thời nhận thấy tài liệu của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc, Ủy viên Bộ Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam, với tư cách phái viên Quốc tế Cộng sản đã bí mật từ Thái Lan trở về Trung Quốc vào tháng 11 năm 1929. Phái viên Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập đại diện của ba đảng để bàn về việc hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Hội nghị được bí mật tổ chức từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc.